Lời tỏ tình tháng 8 năm 2020. Xin chia sẻ với mọi người món quà mà Chúa đã ban tặng cho tôi. Nguyện lời Chúa thắp lên trong chúng ta ngọn lửa yêu nồng, để con được sống những ngày bình yên, hạnh phúc bên nhau trong cõi đời tạm này. Tác giả Cao Huy Hoàng. Ngày mùng 2 tháng 8, Chủ nhật 18 thường niên. Mọi người đều ăn no. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo người ra khỏi thuyền. Người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng: đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng: ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng: hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng, mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện cộng tác với phép lạ bánh hóa nhiều. Mọi người đều ăn no. Chúa Giêsu làm phép lạ, bánh hóa ra nhiều, và mọi người theo Chúa đều được ăn no. Chúa muốn cho mọi người biết người có lòng xót thương và luôn mở rộng bàn tay để thi ân cho những người có lòng yêu mến, tin tưởng người. Phép lạ hóa bánh cá nuôi phần xác dẫn chúng ta đến phép lạ vĩ đại hơn, đó là phép lạ thánh thể Chúa Giêsu trong tấm bánh chén rượu. Chúa dùng thịt máu Chúa mà nuôi linh hồn con người, cho con người được sống sự sống của Thiên Chúa và sống đời đời trong nước Chúa. Nhiều phép lạ bánh hóa ra nhiều có sự cộng tác của một em bé vô tư, vô lo và sẵn sàng dâng phần ăn của mình cho Chúa, thì phép lạ thánh thể là sự cộng tác của chính con Thiên Chúa hóa nên tôi trung bé mọn, hoàn toàn tín thác vào Cha để Cha cho biến thành tấm bánh cứu rỗi. Tạ ơn Chúa vì Người đã thi ân để ta được sống cả phần xác lẫn phần hồn, cả đời này lẫn đời sau. Hãy tín thác vào Chúa và cộng tác với người để bánh hóa ra nhiều, cho nhiều người được ăn no. Chưa thấy ai chết đói vì theo Chúa, chỉ thấy người chết đói vì không có ai quan tâm giúp đỡ. Trong việc quan tâm giúp đỡ và chia sẻ cuộc sống tự nhiên, có giá trị của sự sống siêu nhiên khi động lực chia sẻ là lòng yêu người, lòng xót thương người. Vì thế, người nghèo nhất thế gian không phải là những con người cho đi vì yêu người, nhưng lại là những người cất giữ, thu quén, tích cóp vì yêu mình.
Người giàu có là người sở hữu kho tàng vĩnh cửu trên trời, nhờ việc bẻ tấm bánh đời mình ra mà nuôi sống mọi người. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn. Lạy Chúa, xin cho chúng con tín thác vào Chúa và quảng đại sẻ chia cuộc sống cho người vì yêu người. Amen. Thẳm sâu trong cung lòng, nơi đáy tim im lìm bao ước mơ. Con trông mong từng giờ, không mong được gì. Cao vút giữa nhân gian, Chúa ơi, lòng con không dám tự cao, mắt con nào dám tự hào. Chúa ơi, nhưng xin tự hào có Chúa. Chúa yêu con hạnh phúc khôn lường, con xin tự hào có Chúa. Chúa yêu con hạnh phúc ngàn thu. Trong mắt sâu mẹ hiền bao ấm êm, con trông mong từng giờ, không mong được gì, chỉ muốn sống ngày thơ. Chúa ơi, lòng con không dám tự cao, mắt con nào dám tự hào. Chúa ơi, nhưng xin tự hào có Chúa. Chúa yêu con hạnh phúc khôn lường, con xin tự hào có Chúa. Chúa yêu con hạnh phúc ngàn thu. Chan hòa trong cánh tay mẹ hiền bao sướng vui. Con không mong được gì nhưng mong được ngài ôm lấy tấm thân con. Chúa ơi, lòng con không dám cao, mắt con nào dám tự hào. Chúa ơi, nhưng xin tự hào có Chúa. Chúa yêu con hạnh phúc khôn lường, con xin tự hào có Chúa. Chúa yêu con hạnh phúc ngàn thu. Chúa, Chúa yêu con hạnh phúc khôn lường, con xin tự hào có Chúa.